Anthony Joshua từng là thành viên trong đội quyền Anh của Vương quốc Anh, tham dự Thế vận hội mùa hè 2012 và giành tấm huy chương vàng ở hạng siêu nặng. Đến năm 2017, tức là 4 năm sau khi anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, thì Joshua gây chấn động làng quyền Anh hạng nặng thế giới khi hạ knock out kỹ thuật tượng đài Vladimir Lisko ở hiệp 11. Chiến thắng hoành tráng này giúp Anthony Joshua trở thành võ sĩ người Anh thứ hai sau James Deegan chinh phục được cả huy chương vàng Thế vận hội mùa hè và danh hiệu thế giới. Đồng thời, Joshua trở thành võ sĩ hạng nặng đầu tiên ở Vương quốc Anh làm được điều này. Tuy nhiên, khả năng chuyên môn và bản lĩnh của Anthony Joshua bị đặt dấu hỏi lớn vào giữa năm 2019, thời điểm Joshua bất ngờ bị đối thủ bất đắc dĩ Adi Ruiz Junior hạ gục. Dù lấy lại những gì đã mất vào cuối năm 2019 tại Ả Rập Saudi, nhưng Anthony Joshua lại khiến giới hâm mộ nghi ngờ khi đối mặt với đối thủ có đủ bản lĩnh và khả năng chuyên môn tốt như Oleksandr Usyk. Sau 9 năm bước lên võ đài chuyên nghiệp, Anthony Joshua cũng từng 2 lần vô địch thế giới. Tuy nhiên, bây giờ anh hoàn toàn trắng tay sau 2 trận sổ găng với Oleksandr Usyk. Trong giới hạn video này, chúng ta hãy nhìn lại 3 thất bại của Anthony Joshua trong thời gian 26 tháng. Anthony Joshua không thể thay đổi thời gian thượng đài đã được ấn định vào đêm 1 tháng 6 năm 2019, cho dù Gerard Miller không đủ điều kiện thách đấu vì dương tính với chất cấm. Đối thủ thứ 23 trong sự nghiệp nhà nghề của Anthony Joshua được xác định vào ngày 24 tháng 4 năm 2019, sau khi Andy Ruiz Jr. và đội của võ sĩ người gốc Mexico này xác nhận đã thống nhất về các điều khoản trong hợp đồng thượng đài với Anthony Joshua. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2019, ban tổ chức chính thức xác nhận trận đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz Jr. sẽ diễn ra tại chỗ đài Madison Square Garden ở thành phố New York và được truyền độc quyền trên DAZN trực thuộc tập đoàn Buffon. Dự kiến Andy Ruiz Jr. sẽ kiếm được khoảng 7 triệu đô la và Anthony Joshua thì có thể nhận gấp 4-5 lần. Võ đài nổi tiếng Madison Square Garden ở thành phố New York của nước Mỹ cũng chính thức lần đầu tiên chào đón võ sĩ số 1 thế giới Anthony Joshua trong lần thứ hai mà võ sĩ đến từ Anh quốc này thượng đài bảo vệ 4 đài vô địch hạng nặng kể từ khi Joshua thâu tóm thêm đài vô địch WBO bằng trận thắng điểm kỹ thuật trước võ sĩ người New Zealand Joseph Parker vào đêm 31 tháng 3 năm 2018. Dưới sự điều khiển trận đấu của trọng tài Michael Griffin, cuộc so găng hạng nặng giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz diễn ra tương đối chậm trong giai đoạn đầu. Cả Anthony Joshua và Andy Ruiz Jr. đều thận trọng thăm dò lẫn nhau. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Andy Ruiz Jr. chủ động áp sát thì Anthony Joshua bất ngờ phản đòn. Và trong tình huống áp sát, võ sĩ đến từ Vương quốc Anh trong pha liên hoàn đã buộc Andy Ruiz Jr. ngã đài khi thời gian của hiệp đấu thứ 3 mới trôi qua 43 giây. Khi Andy Ruiz Jr. đứng dậy và tiếp tục được thi đấu, thì Anthony Joshua lại tung đòn chính xác bằng tay phải trước khi võ sĩ số 1 thế giới choáng váng vì dính đòn tay trái của Andy Ruiz Jr. Võ sĩ gốc Mexico khai thác tốt cơ hội có được, liên tiếp tung đòn liên hoàn buộc Anthony Joshua ngã đài khi thời gian của hiệp đấu thứ 3 trôi đến giây thứ 72. Ngay trước khi kết thúc hiệp đấu thứ 3, Andy Ruiz Jr. một lần nữa tung đòn tay phải chính xác trước khi Anthony Joshua bị dồn ép và ngã vào dây đài bởi pha liên hoàn của đối thủ. Những lo lắng của ông bầu Eddie Hearn về khả năng tung đòn nhanh của Andy Ruiz Jr. đã trở thành hiện thực trên chỗ đài Madison Square Garden trong đêm 1 tháng 6 năm 2019. Anthony Joshua kịp thời đứng lên và ra hiệu vẫn còn khả năng so găng với Andy Ruiz Jr. Nhưng rất may cho anh là thời gian hiệp đấu thứ 3 cũng vừa kết thúc. Trong các hiệp đấu thứ 4, thứ 5 và thứ 6, Anthony Joshua thận trọng di chuyển để tránh Andy Ruiz Jr. áp sát, đồng thời tung ra những đòn đánh tầm xa để tích lũy điểm kỹ thuật. Ở giây thứ 26 của hiệp đấu thứ 7, Anthony Joshua tung đòn tay trái chính xác nhưng chưa kịp phát huy những đòn tiếp theo thì Andy Ruiz Jr. nhanh chóng phản đòn bằng pha liên hoàn buộc võ sĩ số 1 thế giới lần thứ 3 ngã đài. Dù kịp thời đứng lên khi máu mũi chảy vì dính đòn của đối phương và được trọng tài Michael Griffin cho phép thi đấu tiếp tục, Anthony Joshua đã không thể trụ vững trước những pha tung đòn nhanh và chính xác của Andy Ruiz Jr. nên gục xuống võ đài khi thời gian của hiệp đấu thứ 7 còn hơn 1 phút. Lần này gần như ngay lập tức sau khi bị đánh gục, Anthony Joshua dù đứng lên nhưng thái độ thờ ơ không quan tâm đến việc tiếp tục trận đấu là một trong những yếu tố mà trọng tài Michael Griffin phải phát tay ra hiệu kết thúc trận đấu ở giây thứ 86 của hiệp đấu thứ 7. Quyết định của trọng tài Michael Griffin đồng nghĩa với việc võ sĩ Andy Ruiz Jr. chính thức trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới đầu tiên trong lịch sử quyền Anh Mexico. Đồng thời Anthony Joshua cũng chính thức nhận thất bại đầu tiên.
Kể từ khi đánh bại Derek Chisora vào mùa thu năm ngoái, Oleksandr Usyk được dự đoán sẽ phải trải qua thêm vài trận đấu nữa mới có thể được sắp xếp tranh danh hiệu thế giới. Dù võ sĩ người Ukraine này đang là thách thức bắt buộc của WBO, danh hiệu mà Anthony Joshua đang giữ. Bước ngoặt trong kế hoạch tìm kiếm danh hiệu hạng nặng đầu tiên của Oleksandr Usyk xảy ra khi Deontay Wilder thắng kiện, buộc Tyson Fury phải đấu với võ sĩ người Mỹ theo bản ghi nhớ của hợp đồng. Có nghĩa là kế hoạch so găng tìm nhà du lịch không thể tranh cãi của hạng nặng trong kỷ nguyên 4 đài giữa Tyson Fury và Anthony Joshua phải ngay lập tức tạm hoãn và chỉ có thể khởi động lại trong trường hợp Tyson Fury bảo vệ được đài du lịch WBC trước Deontay Wilder. Đồng thời, Anthony Joshua cũng nhận lệnh của WBO phải bảo vệ đài trước thách thức bắt buộc Oleksandr Usyk. Vì vậy, chỉ sau 2 trận đấu kể từ khi chuyển lên hạng nặng thì Oleksandr Usyk đứng trước cơ hội thách thức danh hiệu thế giới. Dù chưa thượng đài, nhưng việc Anthony Joshua đồng ý thực hiện theo lệnh của WBO đã nâng giá trị của Oleksandr Usyk lên một cấp độ cao hơn. Khi thời gian và địa điểm được công bố, cả hai bước vào tập luyện và cũng trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều dự đoán về khả năng bảo vệ đai WBO của Anthony Joshua là không khó bởi nhiều yếu tố được đưa ra. Một bất lợi về mặt tâm lý mà võ sĩ người Ukraine phải chịu đựng trong suốt quá trình chuẩn bị, nhưng cũng là động lực để Oleksandr Usyk trau dồi chuyên môn trong phòng tập với những giáo án khắt khe nhất mà ban huấn luyện đưa ra. Đêm 25 tháng 9, thế giới quyền Anh bị thu hút bởi sự kiện được tổ chức tại sân vận động Tottenham Hotspur, nơi Anthony Joshua thượng đài bảo vệ 4 đài du lịch WBA Super, IBF, WBO và IBO trước thách thức Oleksandr Usyk. Ngay từ những giây đầu tiên, Oleksandr Usyk thiết lập một tốc độ kinh hoàng từ những bước di chuyển đến cú đấm hướng về nhà đương kim du lịch trước sự sôi động được tạo ra từ khoảng 68.000 người hâm mộ có mặt ở khán đài. Oleksandr Usyk tiếp tục tấn công để tước vũ khí của đối thủ và buộc Joshua rơi vào hoàn cảnh khó khăn như một kẻ yếu thế. Khả năng chuyên môn của võ sĩ người Ukraine được thi triển mạch lạc, làm cho người xem có cảm giác khoảnh khắc Anthony Joshua bị hạ gục đang đến gần. Tuy nhiên, Anthony Joshua đã được ghi nhận dùng lên tốt ở các hiệp giữa khi Oleksandr Usyk giảm sức tấn công. Mặc dù cũng thể hiện được vị thế của nhà đương kim vô địch, nhưng Anthony Joshua biết mình đứng trước nguy cơ nhận thất bại khi tầm quan sát của anh giảm rõ rệt vì chấn thương ở mắt kể từ hiệp đấu thứ 9. Vào đêm kỷ niệm 12 năm ngày cưới, thủ thuật lớn nhất mà Usyk áp dụng là không cho phép Joshua chủ động ở bất cứ hiệp đấu nào. Khi cuộc so găng trôi về hai hiệp đấu cuối, Oleksandr Usyk đã dồn Anthony Joshua vào dây đài và nhiều lần thực hiện pha tung đòn để loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào về một chiến thắng đang cận kề. Đôi mắt ngấn lệ với hai tay giơ lên giữa võ đài sau khi ông Michael Buffer công bố số điểm và quyết định thắng trận. Cựu vô địch không thể tranh cãi của hạng dừa, Oleksandr Usyk làm rung chuyển thế giới của những người khổng lồ chỉ sau 3 trận đấu khi phất phục Anthony Joshua bằng điểm kỹ thuật để trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới khi đoạt tất cả 4 đài vô địch trong tay của Anthony Joshua. Với chiến thắng nổi tiếng này, Oleksandr Usyk chính thức mang danh hiệu thế giới về giới quyền Anh hạng nặng Đông Âu nói chung và Ukraine nói riêng sau thời hoàng kim của anh em nhà Lisko. Chiến thắng của Oleksandr Usyk càng có giá trị khi nhà quảng bá của Anthony Joshua là Eddie Hearn phải thốt lên rằng Usyk bận rộn hơn tôi mong đợi. Tôi nghĩ anh ấy đã có kế hoạch thi đấu hoàn hảo và đêm nay anh ấy đã làm nên lịch sử với tư cách là nhà vô địch hạng nặng thống nhất. Bạn phải ngã mũ trước anh ấy. Đây là môn thể thao mà người giỏi hơn đã chiến thắng. Oleksandr Usyk và Anthony Joshua đã bước vào buổi kiểm tra trọng lượng tại Jeddah của đất nước Ả Rập Xê Út. Chủ nhân của các đài vô địch WBA Super, IBF và WBO đạt trọng lượng 100kg 470g so với 110kg 903g của Anthony Joshua. Cả hai đều tăng cân chút ít so với trận đấu hồi tháng 9 năm ngoái. Usyk và Joshua đều có khoảng thời gian khá lâu nhìn chằm chằm vào nhau. Trận tái đấu giữa Oleksandr Usyk và Anthony Joshua càng có giá trị hơn khi tạp chí The Ring quyết định chọn luôn sự kiện đình đám này để trao danh hiệu The Ring cho người thắng cuộc sau khi Tyson Fury bỏ trống cách đây vài ngày. Ít nhất 40 triệu đô la cho mỗi người khi tham gia trận tái đấu này. Thậm chí, Usyk và Joshua có thể đạt đến 50 triệu đô la nếu doanh thu dịch vụ truyền hình trả cho mỗi lượt xem tăng lên.
Anthony Joshua có vẻ lo lắng trước trận đấu, nhưng anh kịp thể hiện sự bình tĩnh khi tiếng chuông vang lên bắt đầu cho trận tái đấu với Oleksandr Usyk. Joshua thể hiện quyết tâm của mình bằng việc chủ động áp sát tung đòn. Tuy nhiên, Usyk tỏ ra bản lĩnh khi di chuyển linh hoạt và chỉ ra đòn khi cần thiết. Những pha đáp trả cứ tiếp tục xuất hiện trên võ đài, với Anthony Joshua vẫn chủ động tấn công, còn Usyk thì hạn chế đòn đấm, nhưng nguy hiểm thì luôn ẩn hiện đâu đó xung quanh Anthony Joshua. Võ sĩ người Anh tung nhiều đòn đánh hơn, nổi bật là cú móc trái, trong khi Usyk vẫn có điểm để tích lũy, đáng kể là pha phối hợp trái phải. Võ sĩ người Ukraine vẫn thể hiện khả năng chuyên môn của mình, những pha phản đòn cực kỳ lợi hại. Khó chịu vì tính kỷ luật trong thi đấu của Usyk nên Joshua đã tung ra đòn đánh dưới thắt lưng. Sự cố này buộc trọng tài phải để Usyk có thời gian giảm cơn đau. Anthony Joshua có một số đòn đánh rất cần thiết khi bắt đầu hiệp thứ 6, khiến Usyk phải dựa vào dây đài. Võ sĩ người Anh phát huy những cú ra đòn vừa tầm, nhưng Usyk trở lại ở nửa sau của hiệp 7, khiến Joshua phải nhận vài cú phản đòn. Oleksandr Usyk gặp rắc rối lần đầu tiên sau 21 hiệp đấu với Joshua kể từ tháng 9 năm ngoái. Cơ hội rất lớn để Joshua hoàn thành kế hoạch đòi lại những gì đã mất với hàng loạt cú đấm, nhưng Usyk đã sống sót ở hiệp đấu này. Oleksandr Usyk đảo chiều 2 trong 3 hiệp đấu còn lại của cuộc chiến. Các cú móc và đòn dòng liên tiếp khiến Joshua gặp khó khăn và phải lùi vào dây đài. Joshua cố gắng đáp trả vào đầu hiệp 11, nhưng tốc độ tung đòn của võ sĩ người Ukraine là quá sức đối với võ sĩ người Anh. Joshua tấn công ngay khi hiệp 12 bắt đầu, nhưng lại dính đòn khi Usyk phản công bằng 3 cú đấm. Dù Joshua cố gắng duy trì sức tấn công, nhưng câu trả lời của Usyk là rất rõ ràng. Oleksandr Usyk quỳ gối cầu nguyện sau khi tiếng chuông vang lên kết thúc trận đấu, và Anthony Joshua cũng vậy. Cả hai thể hiện tinh thần thượng võ, nhưng mọi chuyện thay đổi khi 2 trong 3 giám khảo đánh giá Usyk chơi tốt hơn thông qua số điểm 115-113 của ông Steve Bray và 116-112 của ông Viktor Fedchenko. Vì vậy, số điểm 115-113 của giám khảo Glenn Freeman nghiêng về cho Anthony Joshua là vô nghĩa trong kế hoạch chinh phục thế giới lần thứ 3 của võ sĩ người Anh. Anthony Joshua tự làm suy giảm uy tín bản thân khi phản đối quyết định của 2 trong 3 vị giám khảo cùng với những hành động không thể chấp nhận. Ngược lại, Oleksandr Usyk tỏ ra bình tĩnh trước kết quả được công bố, cũng vì võ sĩ người Ukraine này tin rằng anh đã làm được những gì anh cần làm trước đối thủ cao to hơn mình. Ngoài việc bảo vệ thành công các đài vô địch hạng nặng WBA Super, IBF và WBO trong chiến thắng thứ 20 liên tiếp trên võ đài chuyên nghiệp, Oleksandr Usyk còn trở thành nhà vô địch mới của tạp chí The Ring, danh hiệu mà Tyson Fury vừa bỏ trống cách đây vài ngày.